ngày 3 tháng 4, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã góp mặt trong chương trình Follow Me được phát sóng trực tiếp trên kênh V-Live với sự dẫn dắt hấp dẫn của Gil Lê. Địa điểm của buổi live stream trực tiếp này được diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Đình. Những chia sẻ của nam ca sĩ điển trai Hồ Quang Hiếu đã chính thức được tiết lộ lần đầu tiên tới khán giả. Follow Me Season 2 đã được bắt đầu với khách mời Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu xuất hiện cực kỳ điển trai trong Follow Me. Mở đầu chương trình, Hồ Quang Hiếu đã tiết lộ sở thích đọc truyện tranh từ hồi nhỏ. Một trong những bí mật được chàng ca sĩ tiết lộ rằng, sắp tới đây anh sẽ cho ra đời hai cuốn tự truyện như một quyển album lưu niệm lại cho chính cuộc đời mình. Trong đó một cuốn sẽ viết về cuộc sống, những thăng trầm mà Hồ Quang Hiếu đã trải qua để có thể bắt đầu là ca sĩ của mình, và một cuốn sẽ thiên về du lịch, cũng là sở thích đặc biệt của anh, để mọi người có thể nắm được những kinh nghiệm du lịch hữu ích nhất. Thử thách đầu tiên của chương trình đã làm khó khách mời của chúng ta. Tiếp sau đó, Hồ Quang Hiếu đã phải thực hiện ngay thử thách đầu tiên của chương trình là sao và sách. Với 10 lá thăm là tên các nghệ sĩ Việt Nam từng xuất bản sách và 10 cuốn sách, nhiệm vụ của anh chàng là phải sắp xếp gắn liền cả hai làm sao cho thật chính xác. Dường như thử thách đầu tiên này đang làm khó khách mời của chúng ta. Không thực hiện được trọn vẹn thử thách với số cặp, sắp xếp chưa hoàn thiện, Hồ Quang Hiếu đã phải chịu hình phạt trình bày một bài hát với phiên bản ngậm kẹo Master Malo. Anh chàng đã chỉ sắp xếp được mùng 5 tháng 5 lá thăm chính xác. Bài hát đổi thay được Hồ Quang Hiếu trình bày với phiên bản vô cùng ấn tượng đã thực sự khiến ai nấy đều phải phì cười. Anh chàng cũng chia sẻ rằng, khi anh kẹo Master Malo đã tưởng tượng đến bài báo anh đánh mô khi bị tử vong ở bên Nhật nên vô cùng căng thẳng. Dường như hôm nay là một ngày tha, xui xẻo của Hồ Quang Hiếu. Format mới của Follow Me phần 2 đã được thay đổi với thử thách mới dành cho nam ca sĩ có tên là nhiệm vụ bất khả thi. Khách mời sẽ phải ghi ra giấy 3 đáp án cho một câu hỏi mà chương trình đặt ra. Khách mời được phép hỏi 5 khán giả đang có mặt trong khu vực giới hạn để tìm ra được 3 người có câu trả lời trùng với đáp án mà khách mời đưa ra. Thế nhưng, dường như đây là một ngày quá nhỏ với Hồ Quang Hiếu khi chỉ có một khán giả trả lời đúng với đáp án đưa ra. Hình phạt mà theo như Gil nói rằng, nhẹ nhẹ thôi, dành cho giọng ca con bướm xuân là ăn chiếc bánh mà không dùng tay. Tuy nhiên, chiếc bánh sẽ được để trên trán và bắt buộc Hồ Quang Hiếu phải làm thế nào di chuyển nó để có thể cắn được miếng bánh. Hình phạt của anh chàng đã thu hút rất đông khán giả hiếu kỳ vây quanh. Hình phạt của chương trình đã không chỉ làm khó khách mời mà chính MC của chúng ta cũng vô cùng chật vật. Do quá khó khăn và tự nhận mình có khuôn mặt không cảm xúc, Hồ Quang Hiếu đã phải bỏ cuộc với thử thách oái oăm này. Thử thách thứ 3 mang tên Say Yes, Say No dành cho cả khách mời và MC. Cả hai đưa ra những lời thách đố nhau và người còn lại phải nói yes để thực hiện thử thách đó. Người thua cuộc là người từ chối lời thách đố đó. Nụ cười khi anh chàng khi thực hiện thử thách hát lên rằng, bảo anh ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Và phần đặc biệt cao trào của thử thách này chính là khi Hồ Quang Hiếu đã thách yêu phải la lớn, yêu yêu miêu lê. Và ngay sau đó, yêu đã trả thù khách mời của mình bằng cách yêu cầu Hồ Quang Hiếu phải nói thật to lên rằng, bảo anh ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Tuy nhiên, thử thách này không hề gây khó dễ được Hồ Quang Hiếu khi anh chàng nói rất to và rõ ràng. Bên cạnh đó, Hồ Quang Hiếu cũng liên tục yêu cầu Gil hóa khỉ ngoài đường. Ngược lại, anh chàng cũng đã bị Gil yêu cầu phải múa cột ngay tại đường sách. Gil cuối cùng đã phải bỏ cuộc tại thử thách thứ 3 cùng với khách mời. Cuối cùng, Gil đã phải nói y say no với thử thách nhảy y được khách mời của chúng ta đưa ra. Hình phạt dành cho Gil chính là một muỗng kẹo nổ vào miệng, ngậm 5S rồi sau đó la lớn, tôi yêu Follow Me. Thử thách cuối cùng dành cho Hồ Quang Hiếu chính là phải mặc một chiếc áo gắn 5 trái bóng và phải nhờ sự trợ giúp của 5 vị khán giả để có thể chiến thắng. Các khán giả đã rất nhiệt tình tham gia thử thách này và giúp anh chàng đem về chiến thắng cuối cùng. V-Live là ứng dụng truyền hình trực tiếp riêng của ngôi sao. Hiện đã có hơn 600 nghệ sĩ Việt Hàn tham gia và tương tác trực tiếp với fan bằng hình thức live stream. Hãy theo dõi và bấm tim cho họ thông qua ứng dụng dành cho iOS tại đây, Android tại đây, PC tại đây và Smart.